Mở đầu bản tin ngày hôm nay đương nhiên sẽ là diễn biến trước trận đấu có thể xem là quyết định của đội tuyển Việt Nam với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Tối qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập trên sân chính Al Maktoum. Không bất ngờ khi Tuấn Anh vẫn phải tập riêng do chấn thương vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện và khả năng anh có thể ra sân trong trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tuy vậy, ông Park có thể tạm yên tâm khi Văn Toàn đã trở lại với thể trạng tốt. Một tin vui nữa với huấn luyện viên Park Hang-seo khi Đoàn Văn Hậu trong lần ra sân đầu tiên trong một trận đấu chính thức sau hơn 6 tháng điều trị chấn thương đã cho thấy những dấu hiệu tích cực về phong độ cũng như thể lực. Và thậm chí ông Park còn có thể tính đến việc xếp Văn Hậu chơi ngay từ đầu trong trận gặp Malaysia. Với trận ngày mai thì cá nhân tôi cũng như các cầu thủ đều hiểu rõ tầm quan trọng, cho nên chúng tôi hiện đang tìm mọi cách để giúp các cầu thủ tập trung tối đa tinh thần và thể lực, chuẩn bị tốt nhất cho trận ngày mai. Tôi cũng không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ, tôi muốn họ thi đấu lạnh lùng, tôi tin họ sẽ tạo ra kết quả tốt vào ngày mai. Vắng Quang Hải và Tuấn Anh có thể xem là một mất mát không nhỏ, nhưng không vì thế mà ông Park Hang-seo thiếu phương án thay thế. Trọng Hoàng trong ngày trở lại sẽ là một nhân tố đáng để kỳ vọng với sự bùng nổ của mình. Trong khi đó, Xuân Trường đang cho thấy anh là sự thay thế hoàn hảo cho vị trí mà Tuấn Anh để lại. Thêm một trận đấu khó khăn nữa đối với đội tuyển chúng ta. Và đối với bản thân tôi thì tôi nghĩ ở trận đấu ngày mai, các cầu thủ Malaysia là những cầu thủ có sức mạnh, có tốc độ và đặc biệt là hai bên cánh của họ là những cầu thủ có kỹ thuật rất là tốt và chỉ cần để sơ hở bất kỳ một khoảng trống nào thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể bị trả giá. Cho nên là việc chúng ta sẽ tiếp cận với trận đấu một cách chặt chẽ và chờ thời cơ để tận dụng những cơ hội tốt nhất mà mình có được là điều mà chúng tôi đang hướng tới cho trận đấu ngày mai. Kết quả trận gặp Malaysia có thể nói sẽ mang tính quyết định đến thành bại của đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu giành vé góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Tiếng nói của lịch sử giờ đang hướng về phía thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 6 và hòa 2. Trong đó trận lượt đi tại Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup, chúng ta đã giành thắng lợi với tỷ số là 1-0. Tôi đã xem trận Việt Nam thắng Indo mà trình diễn tốt, họ thắng 4-0, rõ ràng Việt Nam giờ tự tin, nhưng chúng tôi chuẩn bị tốt, tập luyện tốt trong những ngày qua. Cầu thủ của chúng tôi háo hức với trận đấu, Malaysia có kết quả không tốt vừa qua, chúng tôi hy vọng lần này sẽ giành kết quả có lợi. Chúng tôi biết trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chúng tôi biết dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam chơi rất tốt, chúng tôi phải sẵn sàng và tập trung cho mọi khoảnh khắc. Tôi đã tập luyện tốt cùng đội, thích ứng với các đồng đội. Tôi chờ trận đấu tới. Nếu bắt đầu từ số 0 thì rất khó để có kết quả tốt. Tôi hài lòng với bản thân mình, nhưng một ngày nào đó sẽ có chiến thắng. Rất khó để thích nghi khi mà tôi mới có 3 ngày làm quen cùng đội bóng, nhưng tôi sẽ cố gắng trong trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam. Bên cạnh vòng loại World Cup, một sự kiện nữa cũng nhận được sự quan tâm không kém là vòng chung kết Euro. Vào rạng sáng mai, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cũng sẽ chính thức khởi tranh bằng trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Tuy nhiên, trước trận đấu này, 1 giờ đồng hồ sẽ là lễ khai mạc tại Rome, Italia. Tuy Euro 2020 được tổ chức tại 11 sân vận động của 11 quốc gia khác nhau, nhưng Italia được vinh dự tổ chức nghi thức quan trọng này. Theo thông báo của ban tổ chức, sẽ có 16.000 khán giả được vào sân nhằm đảm bảo an toàn trong dịch Covid-19. Theo kịch bản, những khoảnh khắc ấn tượng của lịch sử giải đấu sẽ được trình chiếu lại, cùng với đó là sự xuất hiện của những huyền thoại bóng đá Italia và cả các màn trình diễn nghệ thuật mang đậm màu sắc của quốc gia bên bờ địa Trung Hải. Trong khi đó, bài hát chính thức của Euro 2020 We Are The People sẽ được phát trong khoảnh khắc cuối cùng của lễ khai mạc trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên của giải đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Còn với hai nhân vật chính trong trận khai mạc là Thổ Nhĩ Kỳ và Italia cũng đã hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho màn trình diễn đỉnh cao này. Với Thổ Nhĩ Kỳ, không có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của các cổ động viên sẽ là bất lợi lớn cho thầy trò huấn luyện viên Sinan Gunes. Tuy nhiên, với những cầu thủ kỳ cựu và có nhiều kinh nghiệm đang thi đấu tại giải đấu hàng đầu thế giới như Burak Isma hay Hakan Çalhanoğlu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không hề kém cạnh so với Italia. Đây sẽ là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với các cầu thủ, nó được cả thế giới quan tâm. Tuy nhiên, tôi vẫn dặn các cầu thủ của mình về việc phải chơi đẹp, cống hiến vì toàn đội, là đại diện cho hình ảnh của cả đất nước. Trong đội hình của chúng tôi có một số cầu thủ đang thi đấu tại Italia và họ hiểu được cách vận hành của bóng đá tại đây cũng như lối chơi của các cầu thủ. Tuy vậy, điều này cũng không phải sẽ mang lại những lợi thế quá lớn. Các cầu thủ sẽ cần phải luyện tập chăm chỉ, tập trung hoàn toàn vào trận đấu và quan trọng là giữ được sự bình tĩnh và cẩn trọng. Đôi khi một trận đấu sẽ diễn ra không theo ý mình muốn, thậm chí là tồi tệ, nhưng ở những khoảnh khắc khó khăn đó sẽ cần đến một bản lĩnh thực sự, và tôi tin các cầu thủ của mình có điều đó.
Trong khi đó, với đội chủ nhà Italia, một kết quả ấn tượng trong suốt vòng loại Euro 2020 cùng một đội hình kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm đã mang lại sự tự tin tưởng tuyệt đối cho các tifosi. Trong đó, hai hậu vệ dày dặn kinh nghiệm là Bonucci và Chiellini sẽ là điểm tựa vững vàng cho đoàn quân của huấn luyện viên Mancini. Tôi nghĩ Italia đã sẵn sàng và đã chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất có thể. Chúng tôi đang có thể trạng tốt, tự tin và háo hức cho Euro lần này. Tuy nhiên, toàn đội cũng được cảnh báo về những khó khăn sẽ phải đương đầu. Sẽ có rất nhiều chướng ngại trên con đường đến với chức vô địch mà đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày mai là một trong số đó. Nhưng đó là điều bạn thường thấy tại một giải đấu ở đẳng cấp như thế này. Đó là một đội bóng mạnh, đồng đều ở cả công lẫn thủ. Như những gì mà tôi đã nói, Italia đã sẵn sàng. Cuộc đối đầu gần nhất giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ là tại Euro 2000 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Azzurri nhờ bàn thắng của Antonio Conte và Filippo Inzaghi. Italia chưa từng thua trên sân Olimpico trong World Cup và Euro, trong khi giữ sạch lưới trong 7 trận gần đây. Với Thổ Nhĩ Kỳ, Euro 2020 là lần thứ 5 đội tuyển này tham dự vòng chung kết và kết quả tốt nhất cho đến nay là lọt vào đến bán kết năm 2008. Trong khi đó, ở cuộc họp báo trước trận mở màn Euro 2020, tiền vệ Paul Pogba đã tiết lộ về tương lai tại Manchester United. Trong đó, tin đồn nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là việc anh có đến Paris Saint-Germain trong thời gian tới hay không. Hiện tại, tôi vẫn còn một năm hợp đồng với Manchester United và mọi người đều biết điều đó. Tôi biết rằng phía câu lạc bộ vẫn chưa đưa ra một đề xuất cụ thể nào trong việc gia hạn hợp đồng. Tôi cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với huấn luyện viên Solskjaer về vấn đề đó. Tôi chỉ biết rằng mình hiện tại đang là cầu thủ của Manchester United. Tuy nhiên, với tôi thì điều đó không quan trọng lúc này. Chúng tôi vừa kết thúc Europa League và giờ là giai đoạn tôi nghỉ ngơi và tập trung cho đội tuyển quốc gia. Tôi đang có cơ hội để chinh phục Euro và so với lần trước thì lần này tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn về phía tương lai tại câu lạc bộ, tôi nghĩ là khi bước vào một giải đấu như Euro, tôi sẽ tránh việc nghĩ đến nó. Đó là lý do tại sao tôi có một người đại diện và ông ấy sẽ là người lo liệu những câu chuyện như vậy. Paul Pogba sẽ bắt đầu chiến dịch tại Euro 2020 cùng đội tuyển Pháp bằng trận đại chiến với đội tuyển Đức vào rạng sáng ngày 16 tháng 6 theo giờ Việt Nam.